Hi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Quý Em Miền Tây nha. Thì là nói đầu tiên chị em mến chúc cả nhà mình luôn luôn vui khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Hôm nay em làm chả nấm chay, thấy nó dai ngon nữa nè, và em chia sẻ cùng cả nhà để ăn chay cùng em nha. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn đang xem video thấy thích cái món ăn mà em làm thì hãy vào bếp thực hiện cùng em nha. Cái nấm làm xong dai ngon lại thơm nữa. Bây giờ thì không để cả nhà phải chờ lâu, em mời cả nhà vào bếp thực hiện cùng em nha. Thì ở đây em có chuẩn bị 400g nấm bào ngư. Nấm bào ngư xám á, cả nhà chọn nấm bào ngư xám nó sẽ ngon hơn cái màu trắng ha. Và một ít củ hành tím em đã cháy nè. 2 muỗng bột năng, 2 muỗng canh nha. Và 4 muỗng canh bột mì. Cái phần gia vị thì em có một ít tiêu xay, một ít tiêu hạt, một ít đường, muối và một ít hạt đem chay nha. Và bây giờ em sẽ đi sắt cái phần nấm này ha. Cái phần nấm này thì về quý cô chú chúng ta sẽ ngâm với lại muối nè, rửa sạch và vắt khô ha. Thì cái chả của mình đó, nó mới dai ngon nha. Chúng ta sẽ sắt lần lượt hết cái phần nấm này và đem đi xay nha. Rồi ở đây em có cái máy xay sinh tố thì em để vào xay nè. Xắt ra và xay cho nó dễ hơn ha. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại và xay thôi, xay nhuyễn cho cái phần này nó dai ha. Rồi sau khi em đã xay, em sẽ để cái phần củ hành tím cháy vào nè. Đây là cái phần nấm em đã xay xong. Rồi quý cô chú anh chị nè, thấy ngon không? Rất là ngon ha. Thơm nữa, tại vì cái phần hành tím em đã phi vàng đó, cho nên là rất là thơm. Bây giờ em sẽ để hết cái phần bột này vào ha. Bột năng nè, bột mì luôn nè. Rồi em sẽ thêm cái phần gia vị lúc nãy em chuẩn bị đó, để vào hết luôn ha. Và chúng ta sẽ trộn đều lên. Sau khi chúng ta để cái gia vị vào thì sẽ trộn đều, thật là đều cái phần này ha. Và cho cái hỗn hợp nó hòa quyện vào nhau đó. Nếu như quý cô chú thích cái phần chả của mình dai hơn thì có thể để bột nhiều hơn ha. Em thì em để bột ít một chút. Em sợ bột nhiều nó sẽ không ngon. Mà cái này bột nhiều thì nó lại dai hơn ha. Em sẽ dùng cái bao tay và trộn lên hết cái phần này cho nó đều với nhau nha. Thì sau một lúc em đã trộn được cái hỗn hợp như thế này, chúng ta tiếp tục trộn nữa ha. Trộn cho đến khi cái phần chả của mình nó dai lại. Trộn càng nhiều thì nó càng dai nha. Bây giờ em sẽ chuẩn bị một cái túi trong như thế này. Em không có lá chuối cho nên là em gói bằng cái túi này. Cả nhà thông cảm ha, nếu như cả nhà có cái lá chuối sẽ an toàn hơn. Nhưng mà cả nhà hãy yên tâm nha, em hấp ở trong vòng có 20 phút thôi, cho nên là chắc cũng không có sao đâu ha. Chúng ta sẽ cho hết cái phần chả vào đây. Sau khi cho vào cái túi này, chúng ta sẽ ấn chặt và gói cái phần chả lại ha. Cũng rất là dễ gói luôn á. Nhìn nó chả của em rất là mịn ha. Nhìn ngon lắm nè. Chúng ta sẽ túm lại và gói cho nó đều hai cái đầu luôn, nó thành một cái đầu chả. Đoạn này em sẽ tua nhanh để mất thời gian của cả nhà ha. Đó, chúng ta sẽ sửa như thế này, sửa cho cái phần chả của mình đều hai đầu luôn nè, cho nó đều ha. Và chúng ta sẽ dùng 4 cây đũa và kẹp cái phần chả này vào nè. Cả nhà cứ quấn cho nó chặt cái phần chả này lại ha. Chặt đó thì chúng ta hấp xong nó sẽ dai ngon hơn nha. Em không có dây cho nên là ở đây em dùng thun ha. Em sẽ cột vào đây và cho 4 chiếc đũa vào 4 góc nha. Chúng ta canh đều cho nó đẹp ha. Nó cột như thế này nè,
chúng ta sẽ lần lượt cột cho đến khi hết cái đòn, giống như là mình cột bánh tét vậy đó. Rồi bây giờ em thêm hai chiếc đũa nữa vào nè. Rồi em sẽ cho cái hai chiếc đũa còn lại vào đây ha. Chúng ta sẽ cặp cho bốn góc, chia cho đều ra. Khi mà hấp chả xong á, mình cắt ra nó sẽ có giống như là cái bông hoa đó, rất là đẹp luôn. Em làm không được khéo, cả nhà thông cảm ha. Rồi bây giờ em sẽ lấy những cái khoanh thun á, em cột vào cái đòn chả của mình ha. Chúng ta sẽ cột cách xa nhau ra, giống như là cột đòn bánh tét của mình vậy đó. Đừng có chặt lắm nha, nếu như cột chặt quá thì cái phần chả của mình nó sẽ bị bung ha. Này cả nhà thấy không, em đã cột xong rồi nè, cột hai cái đầu lại luôn ha. Rồi bây giờ sẽ hấp thôi nha. Đây em đã bắt một cái nồi nước sôi lên và chúng ta để cái chả này vào hấp nha. Hấp trong vòng 20 phút nha, lửa vừa thôi, đừng lớn quá. Hấp trong vòng 20 phút ha. Chúng ta sẽ đậy lại nè. Đây là phần chả sau 20 phút của em nè. Đó, nhìn rất là ngon ha. Rồi bây giờ em sẽ lấy ra và để nguội, chúng ta sẽ cắt ra ha. Đây là cái phần chả của em khi nguội em cắt ra nè, rất là dai luôn á, thơm lắm cả nhà đó, ngon ha. Rồi bây giờ em sẽ mang cái phần chả này đi chiên thôi. Rồi ở đây em đã bắt một cái son dầu lên nè, em sẽ chiên cái phần chả này. Nếu như cả nhà thích để như thế này và cắt ra chấm muối tiêu cũng được. Em thì em thích chiên, chiên xong rồi á mình có thể chấm với lại muối tiêu chanh nè, hoặc là tương ớt nè, hay là ăn kho xào gì đó, ăn cũng rất là ngon ha. Đó, cái phần chả của em chiên xong rất là ngon, em cắt ra nha nè. Nhìn giống như một cái bông hoa vậy đó cả nhà, thơm lắm luôn á. Cái độ dẻo của nó, cái độ dai của nó có nhiều nè. Nếu như cả nhà mình thích ăn dai hơn, có thể là để tăng cái phần bột lên nhiều mà nữa ha. Em thì thích ăn dai vừa thôi chứ không thích ăn dai lắm, cho nên là em để ít bột. Em sẽ lần lượt cắt hết cái phần chả của mình ra ha. Thì sau khi cắt ra em sẽ để ra một cái đĩa như thế này. Cả nhà thấy hấp dẫn không nè? Em thấy cái hương nó rất là thơm ha. Thì em xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã nhín chút thời gian quý báu của mình mà ghé qua xem cái món chay mà em làm. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn thấy thích kênh và những cái món ăn mà em làm thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo video mới nhất từ em. Và hãy cho em một like và chia sẻ cho cả nhà cùng xem video ủng hộ em nha. Thì cái video của em đã khá dài, em xin dừng tại đây nha. Em chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nhé, vào lúc 19 giờ ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.